Xin mến chào quý cô chú anh chị các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị các bạn trên kênh Nguyễn Heo Official. Hiện tại thì em đang có mặt tại nhà thờ Giá Gai. Nhà thờ Giá Gai thì thuộc quốc lộ 1A, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu. Thì nhà thờ Giá Gai này thuộc giáo phận Cần Thơ. Phận Cần Thơ của chú anh chị. Còn cái này là đường quốc lộ 1A nghe cô chú anh chị. Nếu mà chúng ta đi thẳng luôn là về Cà Mau. Ở phía trước đây là phía trước khu vực hai nhà thờ thì người ta có bán cơm, bán đồ ăn vặt, bán nước uống ở đây, có nhà nghỉ ở đây nữa. Đây còn cái hướng này chúng ta nếu mà chạy thẳng về là chạy thẳng về Bạc Liêu của chú anh chị. Trước đây có cái cục đá rất lớn nè, ta khắc chữ này nhà thờ Giá Gai. Khu viên nhà thờ em thấy rất là rộng và đẹp. Hôm nay có dịp về quê chơi của chú anh chị. Đây là lối đi vào nhà thờ nè. Hai bên là có cái cổng rào rất là đẹp luôn. Giờ này em đi là lúc 12 giờ trưa rồi. Thấy cha đóng cửa trong nhà thờ chắc nghỉ trưa rồi cô chú anh chị. Quay chia sẻ tới cô chú anh chị nhà thờ Giá Gai nha. Nhà thờ Giá Gai có khu viên rộng rất là lớn giống như những nhà thờ ở trên Đồng Nai cho anh á. Nhà thờ Đồng Nai trên nhà thờ Đồng Nai ở ngoài Hồ Nai cũng nhiều nhà thờ ở khu viên rộng đẹp lắm. Ở đây xã Giá Gai. Chuẩn bị lên thành phố rồi. Đây cũng đang rất là phát triển. Đây, có ở đây trước nhà thờ, khu viên nhà thờ thì có trồng ba cái hàng cây này để làm bóng mát nè. Giờ mùa này nó có trái luôn rồi. Mùa này trời mùa mưa, cây có cái tốt nó có trái luôn rồi. Đó, trồng hai hàng cây thế này. Đường vào nhà thờ từ ngoài cổng vào tới chánh điện luôn là khoảng 60 mét, 60-70 mét. Đây của chú anh chị, đây khuôn viên nhà thờ rộng rãi, nằm ngay quốc lộ luôn, quốc lộ 1A. Đây có cái hướng cổng ra thì để là anh em hãy ra đi loan báo tin mừng. Đây cô chú anh chị, đây ở đây phía chính diện nhà thờ nè, rất là rộng luôn. Hai bên xây theo hình cái tháp mà ở trên có cái thánh giá ở trên nè. Kiến trúc nhà thờ này xây em thấy là giống nhà thờ Phúc Hải ở chợ Tân Phong ở Biên Hòa của chú anh chị, thấy rất là giống luôn. Hai bên có hai cái tháp này chính giữa. Kiến trúc này giống cái nhà thờ Phúc Hải của chú anh chị. Nếu cô chú anh chị đến nhà thờ Phúc Hải Tân Phong thì thấy kiến trúc này rất là quen. Làm đẹp. Vòng phía trong phim đây là thờ Đức Mẹ nè. Ở đây là Đức Mẹ nè, có để những cái ghế đá để cho những người ta ai đến người ta đọc kinh cầu nguyện đây nè. Phía đây hai hàng ghế đá đây nè. Đây là Đức Mẹ nữa cô chú anh chị. Phía sau thì hàng biên thì có trồng những cái cây cũng có trái giống như kiểu trái dừa ấy. Biết mấy trái này bự giống như kiểu trái dừa cô chú anh chị. Đây là Đức Mẹ nè. Cái bậc này họ làm rất là cao luôn nha. Cao dán đá nè. Rồi muốn đi lên đài Đức Mẹ thì đi phía bên đây. Đây có cái đường bậc thang lên nè. Đó. Như bên đây nó hai bên là có bậc thang lên. Cổ phía bên đây là thánh Giuse. Đây có làm cái tháp. Làm cái nhà ở đây. Có hai bên thì trồng cái mấy hai cây cao kiển hai bên đây. Đó. Còn phía bên đây. Phía bên hông nè. Phía bên hông công viên ở đây tới cái nhà ngoài sau. Cái nhà cho cha nghỉ ngơi ngoài sau đó. Còn bên đây. Muốn đi lên tới đây làm đề lên thánh đường thì đi hai bên đây. Đi học bậc thang đây. Đây cô chú anh chị. Đi từ bậc lên đây. Đây lên đây.
Họ làm cái phần ngoài trước thì em thấy đẹp quá. Đây nằm phía đây, đi lên đây, bậc thang lên. Khuôn viên nhà thờ. À, giờ em sẽ đi lên. Em đi lên trên, trên đó rồi em quay cho cô chú chị xem nha. Đây, em đang đứng phía trước nè. Đang phía trước cổng vào cái chỗ mà để chánh điện ở trước đây. Đó. Phía bên đây là có để cái bảng là hướng tới một hội thánh hiệp lành. Giáo phận Cần Thơ 2022. Kỷ niệm 100 năm thông điệp Maximum ba làm việc thăm viếng một vụ đến với lương dân làm gương sáng trong gia đình cái câu khẩu hiệu đây cái này là phía phía trong đây mình nhìn ra ngoài đường quốc lộ này của chúng chị đó này là trên cao rồi đó mấy bậc thang lên đây nè rất nhiều bậc thang cao phía đây nữa đó, phía đây là đường lên nè thì xe lớn được luôn. Đó. Đây rồi buổi trưa rồi à, trước cửa đây em thấy đóng cửa rồi. Đây là cái cửa gỗ của chúng chị, cửa gỗ này có cửa gỗ cũ rồi lâu rồi cũng chưa có sơn sơ sơn gì lại này. Giống như là giống kiểu ấy dầu thay dầu lại, phun bêu lại chưa chưa lâu quá rồi chưa có làm. Đây cũng hoa văn cũng đơn giản vậy thôi. Đó. Giờ qua phía bên hành lang qua đây xem thế nào với cô chú anh chị. Đây nhà thờ thì chung các cửa sổ đều làm bằng gỗ hết nè, gỗ. Đây còn phía trên đây là ốp gạch làm đá hết, gạch đá hết. Rồi phía bên hông ở đây là có để hai hàng ghế này với đá này. Của những cái giáo dân người ta nguyên tặng nè, có tên đầy đủ hết. Đây thấy khu vườn nhà thờ rất là mát mẻ, cây cối quá nhiều luôn. Đây là bên hông bên phía đây. Đó. Đây đều đi xuống. Rồi, em sẽ qua bên kia quay cho cô chú chị xem bên kia có khác gì bên đây không. Đây cô chú anh chị, ở đây có cái bảng để tiểu sử họ Đạo Gia Gai luôn cô chú chị, tuyệt vời luôn cô chú chị. Đó. Tên gọi và vị trí họ Đạo nè, Gia Gai, tên gọi là thị xã Gia Gai nè. Đó. À, giáo dân của họ Đạo Gia Gai ở các phường thị xã Gia Gai, thị xã cùng với xã Phong Tân, Phong Thạnh và các một số sống ở xã Long Điền, huyện Đông Hải. Bà con giáo dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề làm lúa và nuôi tôm. Một số giáo dân ở khu vực phường 1 sinh sống bằng nghề mua bán. Nhà thờ Gia Gai nằm trên quốc lộ 1A thuộc khóm 2, phường 1, thị xã Gia Gai. Hướng Đông giáp với họ Đạo Vĩnh Hiệp, hướng Tây giáp với hướng Tây Nam giáp với họ Đạo Ninh Sơn, hướng Nam giáp với họ Đạo Kinh Tư, hướng Bắc giáp với họ Đạo Chủ Chí. Quá trình hình thành này của chú chị có nguyên cái bảng đây luôn nè, mình đến đây mình đọc là mình hiểu hết á. Đó. Đó. Đây vào năm 1930 nè, cha Francisco Trương Bửu Diệp thành lập họ Đạo và xây nhà thờ tại Gạch Gắn. Năm 1946, cha Francisco Bửu Diệp bị bắt. Khi cha về nhà thờ nhà chúa thì nhà thờ cũng bị chiến tranh tàn phá. Đây, em để đây cô chú anh chị có gì bấm dừng lại cô chú anh chị đọc nha. Thời kỳ tái thiết lần thứ hai và phát triển nói chung được thành lập năm 1930 đó cô chú anh chị, lâu lắm rồi, gần cái hàng trăm năm rồi đó. Những sinh hoạt công giáo Vĩnh Phước này, ấp 19 hoạt động công giáo Vĩnh Tân, nhà thờ Giá Gai hiện tại này. Đây. Rồi, nhà thờ Giá Gai năm 2014. Đây có quá trình tiểu sử hình thành hết cô chú anh chị nha. Bây giờ mình tham quan phía bên đây cô chú anh chị. Và phía đây tham quan. Đây cũng giống như bên kia, cánh cửa làm bằng gỗ hết luôn nè. Cửa làm bằng gỗ.
Đó. Nhưng mà cái này chắc tới ngày ngày Giáng sinh rồi chắc cha mới cho sơn phết lại nè, cái cửa nó cũng mòn cũ hết rồi. Cũ hết rồi. Nhà thờ này rất là sạch sẽ, ngày nào cũng chắc cũng người biết dọn. Đây là có đường xuống nè, có hai đường xuống. Xuống đường xuống bên đây. Đường xuống phía bên đây. Đây phía đây thì có nhà có thờ cha nè, như là cha Bửu Việt rồi phải. Để xuống đây quay cô chú chị xem. À, đây có cái gian hàng không đồng. Gian hàng không đồng ở đây. Ở đây là phòng quản lý nè, nói chung đóng khóa cửa hết rồi chú anh chị, khóa cửa hết rồi. Phía đó là chắc có cha ở phía đó gì đó thì mở cửa đây, còn đây thì khóa cửa hết rồi. Phòng quản lý số 1, phòng quản lý số 2. Trong đây có để mấy cái bàn để đọc kinh học đạo đây. Phòng quản lý số 2, phòng quản lý số 3. Đây là phía dưới, còn phía đây là khu vực vệ sinh. Khu vực nhà vệ sinh thì nằm phía dưới là tầng tầng trệt. Xe Camry, mà xe này xe chắc lâu đời lắm rồi. Nhà vệ sinh nằm hướng đây. Hai toilet nữ, một toilet nam. Còn phía đây là sát bên bờ rào á, và tường đó thì có những hàng ghế nè, những doanh nghiệp tư nhân Tiến Dũng người ta tặng, nó hàng ghế ba bốn cái luôn. Đó. Nói chung ở đây em thấy trồng một cái lồng loại cây thôi à. Cây này tự nhiên quên tên, chứ anh chị xem cái gì cầm em dưới, em biết cái cây đó cây gì em quên rồi. Trái quá trời trái luôn, trái to to không nè. Đây có thời cha Bửu Việt đây nè, có cái bàn để người ta thắp hương luôn nè, có chỗ đi hương thắp hương nè, hệ thống bác ái. Phía sau có một con chó nó nằm nó giữ nhà. Phòng chia sẻ đây chú anh chị, phía sau này, phía sau nhà thờ kiểu kiến trúc ở đây đất đai rộng rãi, xây nhà thì thờ nó rộng rãi thoải mái luôn chú anh chị. Đây em thấy phía sau còn nữa nè, còn đi thẳng ở phía sau nè, còn đất phía sau rất là rộng luôn. Nhà thầu sao cũng có trồng mốp, trồng rau củ quả sao trên phó nè. Đây rồi, đây là một số hình ảnh về nhà thờ Giá Gai hiện tại. Hôm nay là ngày 8 tháng 7 năm 2023, chia sẻ với cô chú anh chị bạn một số hình ảnh về nhà thờ Giá Gai nằm trên đường quốc lộ 1A, thị xã Giá Gai, tỉnh Bạc Liêu, cô chú anh chị. Rồi cảm ơn cô chú anh chị các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị các bạn xem buổi ghé thật nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều may mắn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.